Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Troll Bóng Đá 5 phút ngày 9 tháng 12. Mình là Hoàng Spin. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin đến từ lượt trận Champions League đêm qua. Không có gì bất ngờ, Barcelona chính thức xuống uống C2. Đối đầu Bayern Munich, Barcelona đem đến sự khát khao quyết tâm cực lớn. Nhưng mà những sức mạnh tinh thần như thế thôi vẫn là chưa đủ, bởi những gì diễn ra trên sân đó là ảo trình. Cũng giống trận lượt đi, Bayern Munich chơi bóng ung dung. Họ cứ chuyền qua chuyền lại, thỉnh thoảng lại sút vài quả, ấy thế mà lại thắng 3-0. Sau khi mà kết thúc hiệp 1 thì người Barca cũng đã hiểu ra rằng mọi thứ đã quá muộn rồi. Khi mà trận đấu bên kia Benfica đang dẫn 2-0, còn mình đang bị thua 0-2. Thomas Müller cho thấy rằng mình sát Barca như thế nào khi mà 7 trận gặp nhau, Müller ghi 8 bàn. Lewandowski dù rất cố gắng nhưng mà không thể ghi được bàn thắng nào. Nhưng mà cũng chẳng sao lắm, bởi đồng đội của anh đã làm hộ hết rồi. Vậy là sau 18 năm Barcelona đã chính thức phải xuống chơi ở sân chơi Europa League. Manchester United và Chelsea cùng hòa trong lượt trận cuối cùng. Ở trận đấu sớm, Chelsea có trận hòa phải nói là tai hại với Zenit. Cặp song sát Timo Werner và Lukaku cùng nhau ghi bàn, nhưng mà Chelsea vẫn chỉ giành được duy nhất một điểm. Cay là cay ở chỗ phút 90+4, Zenit mới ghi bàn thắng gỡ hòa 3-đều. Với việc ở trận đấu còn lại Juventus thắng Man U, nên là Chelsea đang nghiêm nhiên bị đẩy xuống vị trí thứ hai, một vị trí mà không hề có lợi chút nào khi mà bốc thăm vòng 16 đội. Xem ra hành trình bảo vệ chức vô địch của Chelsea vẫn còn lắm gian truân. Một đại diện nước Anh khác là Manchester United cũng chỉ có được một trận hòa. Tiếp đón Young Boys trên sân nhà, MU đưa ra một đội hình cực kỳ thân thiện. Rangnick đã cho những cầu thủ dự bị như là Elanga, Lindgaard, Mata, Van der Beek, Matic, Bailey, Diallo vào sân. Bởi vậy chúng ta cũng chẳng thể đòi hỏi tính chuyên môn gì nhiều. Gỗ xanh trong ngày lĩnh sứ hàng công đã ghi một siêu phẩm ngay ở phút thứ 9. Một điểm nhấn khác đó là thủ thành Tom Hinton đã có mặt ra mắt Champions League trong màu áo của Manchester United, sau khi mà anh vào sân thay Dean Henderson trong một pha thay người mang tính chất tượng trưng. Ronaldo, Messi, Lewandowski có mặt trong đội hình tiêu biểu của năm 2021. Mới đây Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới đã công bố đội hình tiêu biểu của năm 2021. Theo đó thì không có một cầu thủ nào của La Liga có mặt trong đội hình này. Hoặc chúng ta tính Messi thì cũng được. Ở League One ta có 4 đại diện, Premier League cũng có 4, Bundesliga có 2. Đội hình cụ thể như sau: Donnarumma vị trí thủ môn, cặp trung vệ là Ruben Dias và Bonucci, hậu vệ phải là Hakimi, hậu vệ trái là Alphonso Davies. Ba tiền vệ sẽ là Kevin De Bruyne, Jorginho và Messi. Ba tiền đạo đó là Mbappe, Lewandowski và Ronaldo. Đây là một đội hình cũng khá là hợp lý, bởi toàn là những nhà vô địch. Người thì vô địch Euro, người vô địch Champions League, người thì vô địch Copa. Và thậm chí thì Ronaldo còn gây tranh cãi khi là cầu thủ duy nhất trong đội hình này mà không giành được danh hiệu nào trong mùa giải năm ngoái. Mặc dù xét về hiệu số với 45 bàn thắng thì ít ai qua được anh. Còn các bạn có thấy Ronaldo xứng đáng hay không? Xin mời comment phía bên dưới nhé. Tottenham trở thành ổ dịch Covid-19 ở Ngoại hạng Anh. Một thông tin không vui ở xứ sở sương mù khi mà Telegraph mới đây đã đưa tin đó là có đến 7 cầu thủ và 2 nhân viên của Tottenham đã dương tính với Covid-19. Lúc này tất cả đều đang nín thở để chờ kết quả xét nghiệm PCR. Toàn bộ các thành viên còn lại cũng phải đi test Covid hết. Danh tính của những cầu thủ này thì vẫn chưa được xác nhận. Vấn đề ở chỗ là sắp tới đây, Tottenham sẽ phải đối đầu với Zenit tại cúp C3. Tiếp đó là gặp Brighton và Leicester ở Ngoại hạng Anh. Trong trường hợp tệ nhất, Tottenham sẽ phải yêu cầu ban tổ chức là hoãn trận đấu gặp Brighton. Còn ở cúp C3, nếu như mà Tottenham có số cầu thủ là ít hơn 13 cầu thủ hoặc là không có thủ môn nào để thi đấu thì trận đấu sẽ được rời sang hôm khác. Còn nhớ là mới tuần trước, Tottenham đã phải rời trận đấu gặp Bailey vì một cơn mưa tuyết. Có thể nói là Tottenham đang bị vận đen bao trùm bủa vây. Cần nhắc lại là Tottenham là đội đầu tiên trong mùa giải năm nay bùng dịch Covid-19 ở Premier League. Xavi đau đớn sau khi Barcelona xuống đá Europa League. Trong buổi họp báo sau trận đấu, Xavi đã không giấu nổi cảm xúc của mình. Tôi tức giận vì thực tế mà Barcelona đang phải đối mặt. Thật đau đớn, chúng tôi sẽ phải đá ở Europa League và phải đối mặt với điều đó. Barcelona đã ở kỷ nguyên mới. Cả đội sẽ phải làm việc rất chăm chỉ để có thể trở lại sân chơi xứng đáng. Đó không phải là Europa League mà phải là Champions League. Bayern Munich đã khuất phục chúng tôi. Họ vượt trội, họ ở đẳng cấp khác. Nó là một thực tế thực sự phũ phàng. Thất bại này chính là bước ngoặt mà tới động lực để Barca thay đổi quyết liệt hơn. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với khó khăn này bằng bản lĩnh. Vâng, quả thật là vậy. Thời còn làm cầu thủ thì Xavi tung hoành ngang dọc chinh chiến khắp châu Âu cùng với Barcelona. Vậy mà bây giờ đây khi mà làm huấn luyện viên, ông lại phải cầm Barcelona đá Europa League. Đến người bình thường như tôi nghĩ còn cay chứ nói gì đến huyền thoại của Barcelona. Tuy nhiên đây là một sự thật mà ông phải chấp nhận. Nếu Barcelona cứ đá như này thì sẽ phải còn uống C2 dài dài chứ không phải là mỗi mùa giải năm nay đâu. Đến đây thì một tin Troll Bóng Đá 5 phút ngày 9 tháng 12 cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ ấn like, share, kênh và chuông để đón xem những số bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.